Rồi xin chào mọi người nha. Thì hôm nay ở nhà chống dịch nè mọi người. Thì mình đã kiếm một được một trái dừa nè mọi người. Rồi mình tách cái phần cái dừa này ra, tách phần cái dừa này ra để mình làm mứt dừa á mọi người. Thì ở nông thôn mình mà mấy cây dừa cao cao như thế này nè. Rồi mình hái trái xuống, xong rồi bắt đầu mình lấy cái trái nó, mình tắt cái phần trái của nó, rồi bắt đầu mình bào á mọi người, bào ra như thế này nè để làm mứt dừa ăn. Thì thường thường á mọi khi á thì làm những ngày Tết mình mới làm không à. Giờ ở nhà chống dịch nè, rảnh quá nên mình làm rồi quay cho mọi người xem luôn. Xem cái mứt dừa này ăn nó ngon như thế nào nha mọi người. Mứt dừa này béo béo nha mọi người. Đó, sau khi mình bào như thế này nè. Xong cái lát mình đi phơi khô. Người mình bắt nước đường lên mình gám nó. Cả một giai đoạn kỳ công nha mọi người. Đó, âm thanh nghe giòn tay ha mọi người. Xẹt xẹt xẹt. Mình xả nước nhiều lần nha mọi người. Để nước cho nó ráo. Để cho nó ráo nước. Mình đem đi phơi nha. Rồi sau khi mình lấy cái dừa lên rồi mọi người. Nãy mình ngâm nước rồi mọi người. Bây giờ mình đem đi phơi nắng cho nó ráo ráo một tí. Rồi xong bắt đầu mình mới vô mình ngào dưới đường nha mọi người. Cách làm mứt dừa này cũng đơn giản thôi, mình sẽ chia sẻ mọi người để được nhiều người cùng biết và làm ha. Đơn giản ăn tại nhà, nhà ai mà có con nít đồ đó rất là dễ làm và dễ ăn. Rồi sau khi mình phơi dừa xong á mọi người, thì mình đem vô chảo rồi mình bắt đầu mình bỏ đường vô nè, một sấy gám lên cho đường nó tan nó thấm vô dừa, chờ khi nào cho nó khô luôn là thành mứt dừa nha mọi người. Đây, thấy con tươi chưa, ngon chưa? Dừa dừa này ăn béo lắm mọi người. Ở nhà thì mình đâu có đi đâu siêu thị này kia để mình mua bánh ăn đâu, mình tận dụng những cây nhà lá dừa nè, cây dừa ở nhà nè thì mình làm mứt đồ ăn. Bắt đầu đường nó thấm vô dừa đó mọi người. Sau khi mình xào nó được một khoảng thời gian thì nó sánh lại nè mọi người, sánh lại cái cọng dừa bắt đầu nó mềm ra ha, nó thấm đều đường hết, thơm quá mọi người, thơm cái mùi mứt dừa bao ngon luôn. Nãy nè mọi người thấy nó phồng biết và bự luôn, sau khi mình đun nó có lửa dưới đường nó sánh lại đó, rồi bắt đầu nó dẹp dần dần xuống. Mình xào đều nó lên, bắt đầu mọi người thấy nó sánh nó lên màu cho mọi người. Đây là mình không có xài màu quá chất ha, nên mình lấy màu tự nhiên của nó luôn. Một hồi mình sẽ gấp ra dĩa và để cho nó ráo rồi cho nó khô. Đó, tôi ráo lại nó khô đường đó mọi người. Rồi bắt đầu nó khô lại nó bám đường vô cái sợi dừa này mọi người. Đây. Rất là thơm luôn. Thành quả của mình nãy giờ nè mọi người. Thơm phức luôn. Ở nhà chống dịch đâu có gì đâu ăn. Mình tận dụng cái gì mà vòng vòng vườn nhà mình nè, mình ăn thôi. Đây. Đây là thành quả của mình nãy giờ nha mọi người. Đây sợi mứt dừa đây. Để mình nếm thử ăn một miếng nha. Mình cảm nhận cho mọi người biết nha. Rất là béo luôn. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Thì clip chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.